Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh NT Channel. Và các bạn ơi, ngày hôm nay anh em chúng ta cùng nhau đến với cái tựa game khá là quen thuộc ha. Và đây là cái nhân vật ma cà rồng các bạn ơi. Mình mới có level 17 thôi hà, chưa lên level 20 nữa mà hôm nay nó gạo mình, nó bán cái con gọi là ma cà rồng. Con ma cà rồng đầu tiên luôn các bạn ơi, với giá là 372.000 một con. Thiệt tình là nó làm như là mình giàu dữ lắm vậy đó. Bây giờ kinh tế gọi là dịch Covid. Dịch Covid bạn ơi. Tiền kiếm không ra luôn mà bạn đi bán cái con này tiền đâu mà mua. Rồi bây giờ thì anh em chúng ta, ngày hôm nay mình muốn review cho các bạn xem một cái nhân vật. Một cái nhân vật sushi. Đó, một cái nhân vật sushi các bạn ơi. Nhìn thấy là cụ tè rồi nè. Bé này thì anh em biết mình lấy nó ở đâu rồi chứ hả? Trong khu vực West nha, mình đã hoàn thành được tất cả những cái trận đấu cho khu vực West để có thể sở hữu được thành viên này luôn nha. Ok, let's go. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mang cái thành viên này đi cho nó ăn nha các bạn. Wow, level 7 thì chú ấy đã phát triển toàn diện. Lớp bên ngoài thì các bạn biết đó là cái gì không? Đó là một cái lớp rong biển các bạn ơi. Cái lớp rong biển, còn bên trong chắc là gạo hết ta. Cơm còn ở bên trong chắc là nhân đó các bạn ơi. Nhân này không biết là cái nhân gì đó. Bé này thì hắn tay cho nó maximum được tầm khoảng level là 20 nha. Thấy nó nhảy nhót cũng cù tè phết luôn. Và đây mình sẽ đổi tên cho cái thành viên này nha, HNT Channel. Để bạn nào mà có đi đấu á, nhớ gặp mình nha. Thấy cái tên là biết liền ha. Rồi, ở đây thì bé này chỉ có hai chiêu thôi. Một là chiêu mặt trăng, hai là chiêu nước nha. Wow, và bây giờ mời các bạn hướng mắt về sân khấu luôn. Và nhiệm vụ trong team của anh em chúng ta sẽ là, mình đang nằm ở hạng 2 luôn nha các bạn. Anh T làm việc rất nhiệt tình luôn. Đây, khu vực list là một trong những khu vực mà anh em chúng ta sẽ làm nhiệm vụ nha. Wow, và bé rồng tập trước mình review cho các bạn xem đó chính là thành viên ly chanh đá không đường. Rồi, tiếp theo thì bây giờ sẽ đến với bánh cuộn và nhân vật heroic nha mọi người. Hai cái thành viên này là hai cái thành viên rất là bá đạo luôn. Thiệt tình là mình rất là kết luôn ấy. Bỏ đồng tiền ra các bạn ơi, mình phải nạp gần cái 100k mới có thể hốt được hai cái thành viên này về đấy. Cuộc đua heroic rất là căng não. Nhưng mà anh em chúng ta vẫn có thể giành được chiến thắng. Và đây là kết quả nè. Và đây sẽ là tiền chiêu đinh ốc nha. Còn bạn nào mà có thắc mắc hỏi anh đó là nạp tiền khi nào thì xem lại tập 9 nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với thành viên Heroic. Wow, một chiêu thôi. Ui chà, tính ra là mình gõ cũng tầm 2 cái ha. Và bây giờ thì chắc lẽ là mình sẽ cho cái bé rồng miệng rồng đi với tiền chiêu dấu ấn rồng xanh. Ui chà chà, tên bạn còn tầm khoảng 6.800 các bạn ơi. Pha này thì anh em mình thử. Ui, con này nó có răng nha. Đừng thấy chú ấy nhỏ nhỏ nhưng mà có răng đó các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa, nó há có mồm nó ra để nó táp. Mình đang để tốc độ quýnh nhân 3 cho nên anh em nhìn kỹ mới thấy nha. Và tiếp theo thì chắc lẽ là mình sẽ xài tới từ chiêu lửa đi nè. Ui chà, hiệu ứng cưng dễ sợ luôn. Lượng sát thương này được tăng gấp đôi. Thành viên rơi đến từ tên bạn đã bốc hơi rồi. Victory nha. Ca đầu tiên khá em đẹp luôn. Anh em mình cho một cái hiệu ứng nhẹ một cái và vô hiệp thứ hai nè. Hiện tại thì đang có một cái sự kiện cũng khá là hấp dẫn nha mọi người. Di chuyển leo tháp thì có thể kiếm được cái thành viên rồng mới nha. HNT thì cũng đang cày cuốc đủ các kiểu luôn để có thể hốt được cái thành viên mới về. Ui cha, ca này chắc có lẽ mình sẽ tăng lượng sát thương đi ha. Bé rồng miệng rộng thì hiệu ứng các bạn thấy rồi đó, cưng dễ sợ luôn ấy. Pha tiếp theo thì mình sẽ cho đó là thành viên Small Heroic. Wow, hiệu ứng khá là đẹp nha. Thì chiêu 7 sắc cầu vồng các bạn ơi. Và mình bây giờ thử xem coi. Chú này là cái chiêu đam to nhất của chú ấy. Là chiêu này ha. Wow, 7.900. Ôi chà, cho cái bé gọi là hàng mới của mình ra đi các bạn ơi. Lượng sát thương của chú ấy đang được tăng gấp đôi. Level của chú ấy là 20. Level còn cao hơn cả cái con dragon của tên bạn luôn. Nhưng mà với một chiêu thì anh em chúng ta không đủ sức để có thể hạ được cái chiến binh này rồi. Wow, tổng quan về trận đấu anh em mình vẫn win nha. Ca này thì anh em chúng ta sẽ đến với thành viên thứ 3. Ok, let's go. Pha này thì coi thử nè. Ui, mới vào thôi thì tình mình chưa kịp chào hỏi gì luôn đấy là bị tắt thở rồi. Một anh bạn rồng hip hop. Bạn này người Việt Nam chắc luôn là thấy viết chữ rồng là hiểu rồi nha. Người nước ngoài thì người ta sẽ viết là dragon. Còn Việt Nam thì nhìn là biết liền ha. Pha này thì chắc lẽ là anh em mình sẽ xài tới đây rồi.
16.000 một hit các bạn ơi. Ui chắc tay bạn cũng có Heroic luôn kìa. Wow. Thành viên chỉ level 17 vẫn có một con Heroic ngang cơ với team HNT luôn các bạn ơi. Oh la la, không chỉ có mình có Heroic ngon đâu nha. Rồi bây giờ thì anh em chúng ta sẽ nói sơ qua cái nha. Khu vực tiếp theo, à mình phải up một cái con mới để tập sau còn có mà review cho mọi người xem chứ ha. Hiện tại thì mình đang còn được tầm khoảng 3 con nha mọi người. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái thành viên này đi ha. Rồng một chân à. Cái con rồng này là nó có một đôi giày thôi các bạn ơi, không phải là rồng một chân đâu. Và à, hai con này đang yêu nhau vẫn chưa yêu xong. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với à, chơi sự kiện chút xíu nha các bạn ơi. Cho nó gọi là kích thích một chút xíu nha. Ở đây thì nay chúng ta quay được tầm khoảng 6 vòng thôi. Wow, hai bước nha. Và để mình nghiên cứu lại coi anh em mình đi đường nào đây. Đây, anh em mình sẽ đi lên nha. Rồi, để xem coi nè, anh em chúng ta còn khoảng mấy bước nữa là mình nhảy lên được cái notch trên rồi ha. Let's go, còn 22 tiếng nữa là hết sự kiện rồi các bạn ơi. Wow, 1, 2. Ui cha, được tầm khoảng 16k nha. 1, 2, 3, nếu như mà rơi vào con số 3 thì nên chúng ta lên được trên luôn nè. Ui cha, lên được thiệt các bạn ơi. Let's go. Wow, mình bay hơi bị xa nghe. Ba này thì anh em chúng ta sẽ lao thẳng xuống phía dưới này hả các bạn, để có thể lấy được cái rương này. Mình thì mình đang cố gắng lấy thêm một con Legion nữa để về chơi cho vui. Ca này chắc còn tàu của chà còn mấy bậc nữa đấy. Rồi anh em mình sẽ di chuyển xuống phía dưới nha. Ui. Ngon lành luôn. Một đường nào cũng phải vào đây ha. Một là có thể lấy được cái này, hai là anh em chúng ta sẽ lấy cái này ha. Rồi tới luôn số 3 đi. Trời ơi, thôi vậy là mình sẽ lấy cái rương dưới này trước nha các bạn. Đang rất là thèm cái phía dưới này luôn đấy. Để này chúng ta ghép thêm một con Legion Daisy nữa. Vì hiện tại là anh ta chỉ có một con, duy nhất một con Legion Daisy thôi các bạn ơi. Ui cha, bây giờ thì chỉ còn một bước nữa thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái khu vực đó chính là West Hand. Đây khu vực này. Ui anh em mình vẫn vào đánh được nè. Let's go. Ngon nha. Ca này thì nên chúng ta sẽ càng nhẹ đi ha. Rồi cho con Heroic này là mưa làm gió luôn các bạn ơi. Mình sẽ đọc để tốc độ quýnh nhân 3 và ta auto đánh luôn, giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn lẹ. À, và anh em mình sẽ nhận được cái món quà gì đây. Quan trọng là cái món quà mình đang rất là để ý xem là cái món quà mình sẽ nhận được nha. Ui cho 24 các bạn ơi. Và còn một hit nữa là anh em chúng ta sẽ nhận được cũng tầm khoảng 24 ha. Wow, cái pha này nó hơi đều luôn ấy. Chỉ có cái cuối là anh em chúng ta lên được 120 nè. Rồi và mình thấy là nếu như mà lên level cao nữa thì nó nâng level rồng lên thì mình sẽ nâng không nổi. Vì hiện tại mình đang bị kẹt ấy. Mình đang bị kẹt ở cái vị trí này, làm sao mà kiếm tầm khoảng 1 triệu vàng đấy. Wow, khu vực này thì để mình vào đây mình xem coi nó có bán cái gì cho mình hay không nha. Rồi không có làm ăn gì được ha. 200 mấy. Ok. Rồi và bây giờ thì anh ta sẽ mời các bạn đến với một cái khu vực khá là ngon cơm tiếp theo, đó chính là cái khu vực Arena. Nhân vật này đây, đã review về chú ấy là phải review cho tới nha, chứ không phải đó là review nửa vời đâu. Let's go. Đội hình tem bạn thì càng ngày càng cứng cáp, cho nên anh em mình phải quyết định cẩn thận nha, trận nào nên đấu và trận nào nên ngừng lại. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì các bạn nhớ bấm vào cái nút subscribe nha. Wow, nhớ bấm đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để HNT ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Mỗi ngày thì HNT sẽ ra là tập khoảng 7 tập video nha, cho nên anh em nhớ xem và ủng hộ nha. Rồi, ok, let's go. Bây giờ thì vào lúc 7 giờ sáng nè, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ và tầm khoảng 5 giờ, 4 giờ, 5 giờ và 7 giờ ha. Bình thường thì những cái khung giờ đó là HNT sẽ ra những cái video nha mọi người. Wow. Còn bây giờ thì let's go. Mở up hoành thử cái này coi nè. Rồi, trận này thì khá là ngon cơm đây. Đội hình tem bạn thì còn tới 3 con luôn. Wow, coi thử coi tem bạn hộ báo như thế nào đây. Anh em chúng ta phải hết sức cẩn thận nha, vì những thành viên này đều là level 20 cả các bạn.
sơ sẩy chỉ còn một giây thôi. Bay màu cái con Legion Daisy này đó là coi như HNT cũng xác định luôn đấy. Và nhân vật chính ngày hôm nay của anh em mình sẽ là cái thành viên bánh cuốn Sushi. Rồi, thử sát thương đang được tăng nè. Mình dù sao cũng lên đến tới chữ B cộng rồi. Mình chỉ cần một chút xíu thôi, một chút xíu thôi là chúng ta sẽ lên tới chữ A rồi. Wow, khi đạt chữ A là sức mạnh mình sẽ tăng một mức khá là đáng kể luôn ấy. Ca này thì mình cho thành viên này bay màu luôn. Victory nha, đúng là tốc độ quýnh nhân 3 thì mình cảm nhận nó là nó nhanh hơn và hiệu ứng nó làm lẹ hơn và nó đẹp nữa các bạn à. Ui cha cha, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ba thành viên lượng sát thương đến từ cái bé này. Ui cha, bé này thì có một cái con cua điện phía sau nhìn rất là cute luôn. Wow, dấu ấn rồng xanh. Thành viên này vẫn chưa bao giờ làm anh em mình thất vọng cả với lượng sát thương siêu to khổng lồ đến từ chú ấy luôn. Đó, chỉ thuộc dòng Legion Daisy thôi, không phải Misty, không có ma cà rồng, cũng chẳng có Titan luôn. Nhưng mà chú ấy này lại sở hữu cho mình sức mạnh vô cùng bá đạo ở cái khu vực đây, khu vực level 17 trở lại nha. À, level cao hơn thì mình không chắc đâu. Bây giờ thì 20-20 rồi, ok, trận này mình vẫn có thể đủ sức để cân luôn ấy. Let's go nha. Đây rồi. Ui cha, trận này chắc có lẽ là mình sẽ nhờ đến bánh cuộn trước nha mọi người. Một pha tớp nhẹ đến từ thành viên bánh cuộn. Hiệu ứng cute dễ sợ luôn. Hát cái mồm ra, chỉ có điều là mình để nó quýnh tốc độ nhân 3 cho nên nó hơi nhanh thôi. Wow, bánh này thì siêu dẻo luôn rồi các bạn ơi. Siêu bánh dẻo. Ca này hơi căng một chút xíu nha. Chắc có lẽ là mình phải nhờ đến thành viên này mới có thể cầm cự nổi đây. Wow. Bây giờ thì dấu ấn rồng xanh chắc có lẽ là hai hit mới hạ được đấy, theo cái dự tính của mình. Rồi, và bây giờ đến với thành viên level 20 nè. Ui, anh em mình không được đam luôn. Rồi, thành viên này của mình thì lại được đam nè. Wow, 8100 ha. Và bé yêu này hốt luôn nha mọi người. Victory, một chiến thắng khá là nhẹ nhàng nghiêng về cho team của mình nữa rồi. Wow. Rồi bây giờ thì anh em mình ra thu hoạch nhãn cái nha các bạn ơi. Tiếp theo thì vô chiến luôn anh em mình, còn tầm có 2 hiệp nữa là coi như hết đánh được trong khu vực này nữa rồi. Let's go. Wow wow wow. Con này là Legion, bé này cũng thuộc dòng Legion nữa nè mọi người. Chỉ có một em thuộc dòng VR thôi. Càng ngày thì anh em chúng ta càng hổ báo hơn rồi nha. Đại chiến với những thành viên rất là cao về đẳng cấp luôn. Ôi, và bây giờ đến với thành viên VR. Tầm này thì cho bé này ra đi ha. Hai bé này thì cùng đẳng cấp với nhau nè. Ui, gắt chưa. Nails run. Ây, cố lên một chút xíu nữa nè. Đó, mình chắc bay màu rồi. Mình thấy cái màu này là không bay không được rồi đấy. Rồi, sức mạnh đến từ dấu ấn. Rồi, lộn chiêu rồi ha. Tiệt chiêu này tiệt chiêu mặt răng. Bé này thì thuộc dòng cấp E nè các bạn ơi. Nãy giờ chú ấy không được ra nhiều lắm ha. Chỉ với một cái nút bấm huyền thoại, một cái nút bấm trên tay thôi là đủ làm mưa làm gió rồi. Ca này hơi khó khăn cho anh em mình rồi nha. Cố lên. Bay màu của cha hên quá các bạn ơi. Tên bạn vẫn chưa đủ đam. Vì chữ của chú ấy hiện tại đang là chữ C trừ. Mình thì chữ B cộng cho nên nó là anh em mình trên tên bạn được một bậc nha. Wow. Pha này thì không lẽ nhờ đến bé chanh hen. Thôi nhưng mà con này đi, mình nhìn nó cứng cáp hơn nè. Let's go. Ui và anh em ơi, ai mà chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm subscribe liền và ngay lập tức luôn nha mọi người. Ây cha cha, để xem coi nè. Bé này sao khỏe thế nha. 19.000 máu luôn các bạn à. Ui, với cái lượng máu này thì ai mà chịu cho nổi đây. Thêm một hit nữa. Ôi, tem bạn còn một con VR, một con cấp E. Đây, đây, đây. Đừng quên để like, đừng quên để lại một like ủng hộ HNT nha. Tiếp theo thì... Ôi, ôi, cưng dễ sợ luôn các bạn ơi. Bé yêu này... Đây rồi, đang sở hữu cái sự kinh bấy bi luôn. Mình nhìn chưa ra cái con này là cái con gì ấy. Wow, ăn rush. Ây cha, bạn này còn 3 hit. Tình huống này khá là khó xử rồi. Chắc có lẽ là anh em chúng ta phải hy sinh
cho con cấp E này hy sinh trước nha. Wow, chú ấy hốt bay màu tem bạn luôn. Lần này anh em chúng ta không hy sinh mà tem bạn nó phải tắt đài với mình ấy. Victory, sau một hồi chiến đấu nhiệt tình thì anh em mình cũng win được toàn tập nha. Wow, và các bạn ơi, video cũng khá là dài rồi. Hãy anh ta xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người các bạn đã theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nè.